Khi chú ý chơi với con nít. Lấy lại cái con đi. Lấy con búp bế nè. Như ninja không? Má mình hôm nay bị chiếm rồi đấy rồi. Hôm nay bị chiếm rồi. Ố. Cái gì vậy? Không lại gần luôn. Đừng có phá bất cứ block nào trong map đó nha bé. Đừng có phá nha. Con sẽ set up cho Jenny đi. Jenny đừng lo. Đừng phá. Để em lo. Nãy chạy ra thấy phá mất cái cửa hàng rồi. Tiêu rồi. Tiêu danh đi rồi. Em gái Mít Thi đúng không? Không nữa. Em gái Mít Thi gửi lên. Hôm qua mới phá má Mít Thi có tí xíu, hôm nay gửi em gái lên sửa của mình rồi. Mới hồi tối. Hey, Mít Thi ghê thật. Ghê thật. Chú cạn lời. Chú cầm tay cạn lời. Mất máy rồi, hôm nay hết video coi rồi. Các bạn coi đảo video em gái với thầy pha. Em gái tìm búp lúc. Em gái với thầy pha tìm búp lúc này. Đây là một cái âm mưu to lớn. Đúng rồi. Âm mưu bự thiệt bự luôn. Tôi gần thấy phù lời. Cảm giác tôi có lỗi. Không hiểu. Không biết có ai hiểu là nóng đi phải chịu đựng cái nỗi đau gì không. Cái gì mà làm như đang vừa mới đóng cái Naruto của Mac về. Nấm bịt tới mắt luôn rồi. Cảm thấy đời vô cùng nhạt. Đời vô cùng nhạt luôn. Đời nó nhạt quá. Còn cái kẹo nữa kìa. Ừ, kẹo nữa. Chai sữa nữa kìa. Ồ. Bình sữa luôn. À, đây. Đây chắc thấy. Đó, người gái Mít Thi đó. Ừ, nè. Rồi cái này chú ý cho nữa. Mít thấy không? Chú ý cho nữa. Kẹo, sữa. Quay gì chứ đi. Có cái gì để quay ở đâu. Hôm nay review đồ chơi. Đồ ăn. Cười biết búp bê con này. Con này cái gì vậy? Búp bê kinh dị. Ừ, búp bê nó kinh dị luôn. Hả? Này lúc vô sao vậy? Đây. Biết nãy giờ ai thấy gì không? Oh my. Tiếp lớp hôm nay nát lắm rồi. Mình không thể làm được cái gì nữa. Máy mình nay đi luôn rồi. Nấm cho cảm nhận đi Nấm. Cho cảm nhận. Cảm nhận là sao mà phải chùm kín mặt vậy? Không thân thường với Phương. Em đang xây mát. Ồ, đang xây mát. Xây mát mà không Nobita. Cần không cần nước tương luôn. Dạ. Trời ơi. Vida. Ít ra Nấm còn có máy để mà chơi. Cái mát của tôi. Không biết nhìn ra cái mát đó là cái gì không? Có ai nhìn ra mát đó là mát gì không? Để... Xong rồi. Hôm nay thế là nát. Hôm nay thế là không có video nữa.